Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục tạp chí Dân tộc và Phát triển. Thưa quý vị và các bạn, trên hành trình đổi mới xây dựng đất nước, Đảng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm hỗ trợ đầu tư cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Các chính sách hỗ trợ được triển khai kịp thời và đồng bộ đã mang lại hiệu quả tích cực, giúp chất lượng giáo dục ở khu vực này có những bước tiến vượt bậc. Mặc dù vậy, sau nhiều năm triển khai, hiện một số chính sách đã bộc lộ những hạn chế bất cập không còn phù hợp với thực tiễn. Trước tình hình đó, Chính phủ đã giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng dự thảo nghị định mới nhằm thay thế các chính sách hiện hành không còn phù hợp, đáp ứng nguyện vọng, mong mỏi của học sinh và các cơ sở giáo dục vùng khó khăn. Trong vòng 15 năm trở lại đây, Đảng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ cho giáo dục vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, có 3 chính sách lớn cơ bản đang được triển khai áp dụng. Đó là Nghị định 116 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã thôn đặc biệt khó khăn. Thứ hai là Nghị định 105 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non. Và thứ ba là Thông tư liên tịch 109 giữa Bộ Giáo dục và Bộ Tài chính hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc. Sau nhiều năm triển khai, đến nay các chính sách này đã bộc lộ những hạn chế bất cập cần bổ sung sửa đổi. 5-6 năm về trước thì cơ bản cũng đảm bảo, nhưng đến thời điểm này thì giá cả thị trường cũng lên, nên là chỉ để phục vụ cho cái hoạt động học sinh bán trú là cũng còn gặp một số khó khăn. Khi mà có những cái vấn đề bất cập phát sinh như vậy thì chúng ta cần phải có cái sự nghiên cứu để có những cái ban hành những cái quy định mới cái phù hợp. Trước yêu cầu của thực tiễn, Chính phủ đã giao Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, chủ trì xây dựng nghị định mới nhằm thay thế các chính sách hiện hành không còn phù hợp. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng dự thảo nghị định quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách. Dự thảo được lấy ý kiến rộng rãi trên toàn quốc và đang tiếp tục được cơ quan soạn thảo hoàn thiện nhằm đáp ứng nguyện vọng, mong mỏi của học sinh và các cơ sở giáo dục vùng khó khăn. Nhằm đảm bảo công bằng trong tiếp cận giáo dục, dự thảo nghị định mới đã có sự điều chỉnh, mở rộng đối tượng thụ hưởng so với các nghị định ban hành trước đây. Đối với bậc học mầm non, mặc dù Nghị định 105 hiện đã dành nhiều ưu tiên hỗ trợ cho bậc học này, song đối tượng thụ hưởng hiện đang chỉ áp dụng đối với trẻ mẫu giáo từ 36 tháng tuổi trở lên, còn trẻ nhà trẻ dưới 36 tháng tuổi không được áp dụng. Tôi thì có hai cháu đang học mẫu giáo và nhà trẻ ở đây. Đối với cháu mẫu giáo thì được hỗ trợ tiền ăn hàng tháng là 160.000 một tháng. Còn tiền thiết bị tất cả các đồ dùng học tập của cháu mẫu giáo thì được hỗ trợ. Còn đối với cháu nhà trẻ thì không được hỗ trợ. Chính vì thế thì dẫn đến là cái chất lượng cũng như là cái việc mà quan tâm của phụ huynh ấy đối với cái độ tuổi của con mình ở độ tuổi nhà trẻ thì thường thường là họ không cho đi lớp. Và cái điều này thì nó ảnh hưởng đến cái chất lượng giáo dục của nhà trường, của địa phương. Khắc phục bất cập trên, dự thảo nghị định mới đã đưa trẻ nhà trẻ vào đối tượng thụ hưởng chính sách. Theo đó, mỗi trẻ nhà trẻ bán trú học tại các cơ sở giáo dục mầm non vùng khó khăn sẽ được hỗ trợ tiền ăn bữa chính, bữa phụ là 360.000 đồng một tháng và được hưởng 9 tháng trên một năm học. Đây là một trong những cái nguồn động lực rất là to lớn, sẽ giúp cho đối tượng các con trong độ tuổi nhà trẻ của chúng tôi sẽ có những bữa ăn ngon hơn và đầy đủ chất dinh dưỡng hơn, và chắc chắn là cái sự phát triển về thể chất cũng như là cái sự phát triển về đức trí thể mỹ của trẻ chắc chắn là sẽ có những cái bước tiến hơn. Thì có thể nói đây là một cái chủ trương hết sức đúng đắn của Đảng, Nhà nước. Về cơ bản là khắc phục được hầu hết các hạn chế, những cái bất cập của cái nghị định 105. Từ đó là tạo điều kiện cho cái việc mà nâng cái tỷ lệ trẻ đến trường. Cùng với việc mở rộng đối tượng trẻ nhà trẻ,
dự thảo nghị định mới cũng hướng tới khắc phục những bất cập liên quan đến các quy định về đối tượng thụ hưởng chính sách học sinh bán trú ở vùng khó khăn, kể từ khi có phân định vùng mới theo quyết định 861 của chính phủ. Gia đình chị Triệu Thị Náy ở xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái có hai con đang theo học tại trường tiểu học và trung học cơ sở Châu Quế Thượng, cũng nằm trên địa bàn xã mà gia đình đang cư trú. Trước tháng 11 năm 2022, Châu Quế Thượng là xã khu vực 3 đặc biệt khó khăn. Vì thế các con của chị Náy đều thuộc diện được hưởng chính sách bán trú theo Nghị định 116. Đến cuối năm 2022, xã Châu Quế Thượng về đích nông thôn mới. Theo quy định tại quyết định 861, Châu Quế Thượng từ xã khu vực 3 trở thành xã khu vực 1. Vì thế hai con của chị Náy không còn đáp ứng điều kiện để tiếp tục được thụ hưởng chính sách bán trú của Nghị định 116. Nhà cách xa trường gần chục cây số, các con không còn được ăn ở bán trú tại trường như trước, khiến gia đình chị gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù nhà trường cũng có phương án tổ chức bán trú cho các học sinh có nhu cầu, nhưng gia đình phải tự đóng góp kinh phí. Với gia đình thuộc diện hộ nghèo như chị Náy, thật khó để có thể trang trải được khoản kinh phí này cho hai con cùng ăn ở bán trú. Bây giờ cho con đi học thì mang cơm ở nhà đi, chứ chả biết làm thế nào. Ở lại thì đóng tiền nhiều quá chị ạ. Năm học này thì nhà trường cũng có 88 học sinh là hết hưởng chế độ chính sách theo Nghị định 116. 88 em học sinh này ở nhà thì khoảng cách từ nhà đến trường từ 8 cho đến 11 km. Đấy, mà là toàn bộ là học sinh tiểu học. Nhà trường cũng rất lo lắng về vấn đề chuyên cần học sinh cũng như là việc duy trì sĩ số. Theo thống kê, kể từ khi áp dụng phân định vùng mới theo quyết định 861, có gần 100.000 học sinh đã không còn nằm trong diện thụ hưởng chính sách bán trú theo Nghị định 116. Trong đó, khoảng 80.000 học sinh có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn đang rất cần được hỗ trợ để tiếp tục theo học. Khắc phục bất cập hiện nay, dự thảo nghị định mới đã đề xuất mở rộng thêm đối tượng thụ hưởng, bao gồm học sinh thường trú tại xã thôn đặc biệt khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo thường trú tại các xã khu vực 2, khu vực 1, đáp ứng các điều kiện về khoảng cách quy định theo từng cấp học được hưởng chính sách bán trú. Dự thảo nghị định lần này ban hành đã mở rộng đối tượng đáp ứng nguyện vọng và đã tháo gỡ được rất nhiều khó khăn vướng mắc của trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh bán trú khi xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới và sẽ không có tình trạng học sinh phải bỏ học do khó khăn về kinh tế. Và qua đó thì tỷ lệ chuyên cần sẽ được duy trì và ổn định và sẽ nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và tạo sự công bằng trong giáo dục. Thì tôi cho đây cũng là một trong những cái điểm sáng trong cái nghị định này. Vừa cái mở rộng thêm cái về cái phạm vi và đối tượng thụ hưởng có cái tính bao trùm và hơn đối với chính sách thực hiện cho con em đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng tỷ lệ huy động trẻ ra lớp, nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó khăn là mục tiêu mà dự thảo nghị định lần này hướng tới. Trong đó, điều chỉnh các nội dung chính sách hỗ trợ đã lỗi thời, không còn phù hợp với thực tiễn là nhiệm vụ cấp thiết đặt ra. Theo quy định tại Nghị định 116, hiện nay, mỗi học sinh bán trú đang được hỗ trợ tiền ăn hàng tháng bằng 40% mức lương cơ sở, tương đương với 720.000 đồng, trừ các chi phí về dầu mỡ, chất đốt, kinh phí dành cho mua thực phẩm, còn khoảng 28.000 đồng trên một ngày cho 3 bữa ăn. Như vậy, bình quân mỗi bữa ăn chỉ khoảng hơn 9.000 đồng. Với tình hình giá cả thị trường tăng cao như hiện nay, mức hỗ trợ này đang khiến các thầy cô giáo phải rất vất vả để cân đối, tính toán sao cho phù hợp. Chúng tôi thấy đơn giản như giá thịt ạ. Những năm trước đây chúng tôi chỉ mua khoảng tầm 80.000 một cân, nhưng hiện tại bây giờ chúng tôi phải mua đến 120.000 một cân. Hoặc là giò cũng thế ạ, hoặc là trứng cũng các giá cả thị trường đều tăng, và rau cũng tăng theo ạ, nên là gặp rất nhiều khó khăn. Tháo gỡ khó khăn trên, trong dự thảo nghị định mới đã có sự điều chỉnh, nâng các mức hỗ trợ so với trước. Cụ thể, mỗi học sinh bán trú được nâng mức hỗ trợ tiền ăn từ 40% mức lương cơ sở, tương đương 720.000 đồng lên 900.000 đồng trên một tháng. Với những học sinh phải tự túc chỗ ở, được hỗ trợ 360.000 đồng một tháng
thay vì 10% mức lương cơ sở, tương đương 180.000 đồng như trước. Đối với học sinh nội trú và dự bị đại học, mỗi cấp học, các em được trang cấp chăn, màn và đồ dùng cá nhân với mức kinh phí 1.080.000 đồng trên một học sinh. Mỗi năm học, các em được cấp học phẩm và hai bộ quần áo đồng phục với kinh phí 1.080.000 đồng trên một học sinh. Điểm mới trong dự thảo nghị định lần này đó là các mức hỗ trợ đều được quy về số tuyệt đối chứ không tính theo tỷ lệ phần trăm mức lương cơ sở như trong các nghị định ban hành trước đây. Tuy nhiên, đây cũng là điều còn nhiều kiến nghị từ cơ sở. Chúng tôi thấy rằng là việc đưa ra một cái định mức nó cụ thể bằng một số tiền cụ thể thì có thể thời điểm này nó phù hợp, nhưng có thể thời điểm tiếp theo thì nó sẽ khó, vì khi cuộc sống và đời sống nó nâng lên thì cái mức nó như thế nó sẽ rất là cứng nhắc. Để nó đảm bảo cái tính hợp lý phù hợp với cái điều kiện thực tiễn thì có lẽ là lên quy định theo cái mức lương tối thiểu, và khi mức lương tối thiểu tăng thì các cái điều chỉnh đó nó cũng sẽ tăng theo, nó sẽ phù hợp với cái thực tiễn. Ngoài các mức hỗ trợ được quy định bằng số tiền cụ thể, dự thảo nghị định mới hiện đang giữ nguyên mức hỗ trợ gạo như tại nghị định 116 với 15 kg một tháng cho một học sinh. Và mức hỗ trợ gạo này đang được xây dựng để áp dụng cho học sinh, học viên bán trú, học sinh dân tộc nội trú và dự bị đại học tại dự thảo nghị định lần này. Tuy nhiên, từ thực tế triển khai cho thấy, phương thức hỗ trợ gạo như hiện nay đang nảy sinh không ít bất cập đối với các nhà trường. Nhưng mỗi lần tiếp nhận gạo thì khoảng từ 8 tấn đến khoảng tầm 12-13 tấn. Trong quá trình sử dụng gạo này thì nó cũng có một số những cái bao là nó bị ẩm, mốc cũng như có mọt. Với lượng học sinh của chúng tôi là 490 em mà nhân đến 15 cân, nhân với 5 tháng trong một học kỳ mà cấp như thế thì thứ nhất là chúng tôi không có kho để chứa. Thứ hai là quá trình cấp như thế thì chúng tôi quản lý cái gạo đó thì không thể đảm bảo cho các em ăn cái gạo có chất dinh dưỡng được. Đấy là cái điểm chúng tôi thấy cũng còn lăn tăn, cũng đang suy nghĩ thêm. Nên chăng thì nhà nước có thể là cấp cho chúng tôi tiền, nó phù hợp hơn. Để nâng cao chất lượng dạy và học, bên cạnh các chế độ chính sách dành cho học sinh, dự thảo nghị định mới cũng dành sự quan tâm, tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục vùng khó khăn, với nhiều chế độ hỗ trợ được điều chỉnh, bổ sung so với trước. Với trường phổ thông dân tộc nội trú và dự bị đại học, kinh phí để tổ chức Tết Nguyên đán, Tết dân tộc cho học sinh ở lại trường và kinh phí để mua sắm, sửa chữa dụng cụ nhà ăn, nhà bếp đều được nâng lên từ 50.000 đồng lên 180.000 đồng một học sinh trên một năm học, tức là tăng hơn 3,5 lần so với trước đây. Còn với trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có tổ chức ăn ở tập trung cho học sinh bán trú, kinh phí để mua sắm, bổ sung sửa chữa dụng cụ thể dục thể thao cũng được nâng từ 100.000 đồng lên 180.000 đồng trên một học sinh trên một năm học. Kinh phí để tổ chức khám sức khỏe hàng năm cho học sinh, lập tủ thuốc dùng chung cho khu bán trú được tăng 50.000 đồng lên 180.000 đồng trên một học sinh trên một năm học. Theo đánh giá của các địa phương, về cơ bản các mức hỗ trợ dự thảo đưa ra cho các cơ sở giáo dục đều khá phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Riêng với mục kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh bán trú, mặc dù trong dự thảo nghị định mới đã có sự điều chỉnh, nâng mức hỗ trợ này từ 135% mức lương cơ sở, tương đương 2.430.000 đồng lên 2.700.000 đồng trên một tháng trên 30 học sinh. Tuy nhiên, với mức nâng như vậy, chưa giúp các trường tháo gỡ được khó khăn hiện nay. Như hiện nay là giao khoán định mức nấu ăn nhưng mà số tiền thì ở mức thấp, nên là cái việc thuê khoán sẽ rất khó. Nay dự thảo nghị định ban hành là 2.700.000 trên một định suất nấu ăn trên 30 cháu thì cũng đã tăng. Thế nhưng mà nó chưa đáp ứng được với cái thực tế, cái nhu cầu phát triển của xã hội hiện nay. Để một người trong một tháng mà đi làm với mức 2.700.000 thì người ta cũng sẽ khó để đi làm cái công tác này. Để tháo gỡ khó khăn, nhiều địa phương kiến nghị cần có sự điều chỉnh về quy định định mức hỗ trợ kinh phí tổ chức nấu ăn cho học sinh bán trú để phù hợp hơn với tình hình thực tế. Có thể nâng cái định mức học sinh lên là 50 học sinh chứ không phải là 30 học sinh. Như vậy là chúng tôi tính trên cái cơ sở là
2.700.000 chia cho 30 học sinh trên một tháng, thì nếu 50 học sinh thì sẽ là 4.500.000 đồng trên một tháng trên 50 học sinh. Như vậy là các cơ sở người ta sẽ dễ dàng tổ chức thực hiện hơn. Bộ Giáo dục Đào tạo đã và đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính trong công tác tham mưu, nhất là tham mưu về nguồn lực để đáp ứng với yêu cầu đặt ra những cái nội dung chính sách, những cái định mức trong dự thảo của nghị định, đảm bảo cho chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi ngày càng nâng cao. Có như vậy thì chất lượng nguồn nhân lực mới đáp ứng với yêu cầu của cái công cuộc đổi mới của đất nước. Mặc dù trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vừa đi qua, nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế của Việt Nam nói riêng còn rất nhiều khó khăn, nhưng Đảng và Nhà nước vẫn tiếp tục dành sự quan tâm, ưu tiên về nguồn lực để hỗ trợ phát triển giáo dục vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Việc xây dựng dự thảo nghị định mới nhằm điều chỉnh chính sách hỗ trợ cho học sinh và các cơ sở giáo dục có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ kịp thời tháo gỡ những hạn chế, bất cập trong triển khai các chính sách hiện hành, mà còn thể hiện sự quan tâm, chăm lo, vun đắp cho sự nghiệp giáo dục vùng khó khăn, đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của con em đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Điều này cũng minh chứng rõ nét cho tính ưu việt, nhân văn của Đảng, Nhà nước Việt Nam đối với việc đảm bảo quyền con người. Trong đó, quyền bình đẳng về tiếp cận giáo dục là một trong những quyền cơ bản và quan trọng nhất. Để giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về dự thảo nghị định lần này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với đại diện vụ giáo dục dân tộc, đơn vị chủ trì tham mưu giúp Bộ Giáo dục và Đào tạo trong xây dựng dự thảo nghị định mới. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trân trọng cảm ơn ông đã nhận trả lời phỏng vấn. Thưa ông, xin ông có thể cho biết về những nét mới nổi bật được đưa ra tại dự thảo nghị định lần này. Trong cái dự thảo nghị định này có một số cái nét mới, đó là việc bổ sung thêm những cái đối tượng được hưởng chính sách, đối tượng trẻ nhà trẻ, rồi học sinh bán trú hộ nghèo ở xã khu vực 2, xã khu vực 1, vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi vẫn đảm bảo về điều kiện về khoảng cách thì sẽ được hưởng cái chính sách, và học viên bán trú mà học chương trình giáo dục trung học cơ sở, trung học phổ thông trong các cơ sở giáo dục thường xuyên. Hai là bổ sung cái đối tượng là cơ sở giáo dục mầm non có trẻ nhà trẻ bán trú. Và cái nét thứ ba là bổ sung thêm những cái nội dung, những cái định mức, rồi tiêu chuẩn và cái mức hỗ trợ. Và cái nét mới thứ tư là phân cấp mạnh về cái quyền tự chủ cho các địa phương và các cơ sở giáo dục, các nhà trường trong việc xét duyệt và quy định những cái tiêu chuẩn định mức cụ thể để phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương. Và có thể thấy là trong dự thảo nghị định mới thì các mức hỗ trợ được đưa ra đều đã được nâng lên so với trước. Không những thế thì các mức hỗ trợ cũng được quy về số tuyệt đối thay vì được tính theo tỷ lệ phần trăm như trong các nghị định ban hành trước đây. Vì sao lại có sự thay đổi như vậy ạ, thưa ông? Hiện nay thì xây dựng dự thảo nghị định thì cái quy định cái mức tuyệt đối trong cái hỗ trợ chính sách là vì là thực hiện cái nghị quyết 27 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về cái cải cách chế độ tiền lương, thì theo lộ trình là bãi bỏ cái mức lương cơ sở. Vì vậy cho nên dự thảo nghị định theo cái hướng là quy định số tuyệt đối để đảm bảo với cái lộ trình cải cách tiền lương của chính phủ. Vâng, xin ông có thể cho biết về kế hoạch lộ trình trong việc hoàn thiện dự thảo nghị định, tiến tới đưa nghị định đi vào cuộc sống ạ. Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ tiếp thu, nghiên cứu, cân nhắc đưa vào những cái nội dung phù hợp. Bên cạnh đấy thì phải phối hợp với Bộ Tài chính để cân đối cái nguồn lực, đưa ra những cái định mức phù hợp với cái nguồn lực của nhà nước, để trong thời gian sắp tới là khi mà nghị định ban hành thì sẽ thực thi trong cái điều kiện thực tiễn là hiệu quả và khả thi. Và chúng tôi mong muốn là trong tháng 10 sẽ có hồ sơ dự thảo nghị định hoàn chỉnh trình chính phủ. Vâng, trân trọng cảm ơn ông.
Thưa quý vị và các bạn, với sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước, chất lượng giáo dục ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi ngày càng được nâng cao. Tại nhiều địa phương, học sinh vùng khó khăn đã có cơ hội được tiếp cận với các dự án khởi nghiệp ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường. Từ đó có thêm những kiến thức, kỹ năng hữu ích, giúp ươm mầm phát triển cho nhiều ý tưởng khởi nghiệp ngay trên chính mảnh đất quê hương. Chúng ta sẽ cùng đến với ý tưởng kinh doanh trà dâu mèo của nhóm học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú, tiểu học và trung học cơ sở Bản Liền, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Ý tưởng đã xuất sắc giành được giải ba chung cuộc tại cuộc thi học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp năm 2023. Trở về từ cuộc thi khởi nghiệp, ngoài thành tích giải ba chung cuộc với dự án trà sâu mèo và phần thưởng động viên khích lệ, nhóm học sinh này còn có được sự tự tin nhờ kỹ năng thuyết trình trước đám đông, thêm những hiểu biết đáng quý về những cây thuốc mà các em vẫn gặp hàng ngày trong cuộc sống. Khi tham gia dự án này thì cô giáo đã hướng dẫn thêm chúng em về công dụng và biết thêm tác dụng của nó. Bọn em làm được cái trà này rất là ý nghĩa đối với em. Là một loại thảo dược quý, cây dâu mèo thích nghi với nhiều loại đất, có thể trồng xen canh dưới tán cây ăn quả. Dưới sự hướng dẫn của các thầy cô, từ những vạt dâu mèo được trồng trong vườn trường, nhóm dự án đã tự tay thu hoạch, sơ chế, đóng gói thành các sản phẩm hoàn thiện như thế này. Nhà em thì có trồng và nhà ông bà thì cũng có trồng, nhưng mà chỉ trồng một mảnh vườn nhỏ nhỏ và khá là ít. Sau khi tham gia dự án này về thì em cũng đã nói với bố mẹ và với ông bà về tác dụng của cái cây này. Và ông bà và bố mẹ thì cũng có cái định hướng là sẽ trồng cây này thật nhiều hơn ạ. Lần đầu tiên tham dự sân chơi khởi nghiệp, nhà trường không đặt mục tiêu hướng các em tiếp cận với việc kinh doanh khi còn đang học. Điều quan trọng hơn cả là những ý tưởng được nhen nhóm xuất phát từ thực tế cuộc sống, gần gũi, thiết thực, hướng tới cộng đồng, có thể kết nối giữa nhà trường, gia đình, chính quyền, doanh nghiệp cùng tham gia hiện thực hóa những ý tưởng đó. Nó thiết thực ở chỗ là bởi vì đây là cây dược liệu, nó có sẵn ở địa phương thì chúng ta có thể khai thác. Ở tại địa phương là đã có một doanh nghiệp sừng chè và chúng tôi đã tiếp thu những cái ý kiến từ sự trợ giúp và góp ý của doanh nghiệp sừng chè. Có cái dự án là phát triển cái vườn cây của em tại nhà, gia đình của chính các em. Mỗi em sẽ có một cái vườn cây về cây dâu mèo tại địa phương. Và đối với nhà trường thì cũng rất mong các cơ quan ban ngành có cái những cái dự án để phát triển cây dâu mèo và phát triển cái sản phẩm này là một cái sản phẩm có thể là một sản phẩm OCOP của xã. Để khởi nghiệp thành công cần có nhiều yếu tố, nhưng có được ý tưởng độc đáo chắc chắn sẽ mang lại lợi thế. Với niềm tin đó, học sinh dân tộc thiểu số vùng cao Lào Cai hăng hái hơn với những ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp, mạnh dạn, tự tin xây dựng tương lai. Tạp chí Dân tộc và Phát triển kỳ này của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.